Nam mô A Di Đà Phật, hội đủ duyên lành bằng cái tình cảm yêu thương. Thì ngày hôm nay có món quà tình thương của nhóm từ thiện của cô Đặng ở bên nước Úc, thương cho hoàn cảnh của ông ba để cái đường tiêu hóa ra bên ngoài ở bên hông. Nay nhóm từ thiện của cô Đặng ở bên nước Úc xin trao tặng cho gia đình của ông ba, đó chính là 5 ký gạo cùng với bịch bột ngọt, đường, nước tương, dầu ăn và 850.000. Hồi hướng công đức lành cầu chúc cho gia đình, cầu chúc cho nhóm từ thiện của cô Đặng nhiều bình an, nhiều sức khỏe, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống này. Cảm tạ và tri ân tấm lòng từ bi của nhóm từ thiện của cô Đặng, hồi hướng công đức ngày hôm nay những việc thiện lành, gia hộ cho nhóm từ thiện của cô Đặng nhiều bình an, nhiều sức khỏe. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xin trân trọng món quà tình thương của nhóm từ thiện cô Đặng rất nhiều.